Sammy à, ngươi đã sẵn sàng chưa? Ngon thì nhậu đây, không sợ, không sợ. Không sợ hả? Hãy xem sức mạnh của ta đây. Trời, cục đá. Bum. Ôi trời. Trời đất ơi, cái gì vậy? Chết queo luôn rồi các bạn ơi. Liêu 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 liêu. Đồ ăn hiếp con gái. Ủa cái gì? Cái gì mà đồ ăn hiếp con gái vô duyên và chơi thua tôi mà còn nói gì nữa. À quên nữa, mình quên chào các bạn fan nữa rồi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy các bạn ơi. Thì hôm nay mình không chào bạn được bởi vì là do góc nhìn của mình bị khóa rồi, cho nên mình có thể chào bạn bằng tiếng thôi, chứ mình không có hiện hình cho bạn thấy được đó. Thì hôm nay đó bạn ơi, mình đã được một cái bạn đặt ra thử thách, chính là anh Phong ơi, anh hãy thử gọi là chiến đấu, gọi là siêu anh hùng cùng với lại chị Sammy đi. Đó thì hôm nay mình gọi là quyết định mình với Sammy sẽ cùng nhau vào trong con mắt siêu anh hùng để chiến đấu cùng nhau nha. Ờ, sao tính làm gì tôi? À, sao bay lên trời hả? Hãy đỡ cục đá tôi đây. Bùm. Chết luôn. Trời ơi, Sammy yếu xìu hả bạn ơi. Ok, thì trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của Sammy cùng với thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì Sammy à, sẵn sàng chưa? Không. À, cái gì không sẵn sàng? Cái gì không sẵn sàng? Không chơi, tôi không chơi bông nữa. Cái gì mà đánh con gái? Bà này vô duyên mà đánh thua tôi, cái bà kia tôi quýnh con gái là sao? Vô duyên. Ê, bà bắn tôi hả? Bắn tôi hả? Cú dặm thân cây. Đâu rồi? À, leo trời hả? Trời, cục đá nè. Nè, làm gì tôi, làm gì tôi? À, làm gì hả? Coi tôi nè, gồng sức mạnh lên. Ôi, cú đấm ngàn cân. Ôi. Chết kèo luôn. Rồi ok, bây giờ thôi, cái này từ nãy giờ chỉ là test thôi, bây giờ chúng ta mới vào trận đấu thiệt nè. Ok, let's go. Rồi ok, bây giờ nè, mình với lại Sammy sẽ chọn gọi là nhân vật nha các bạn nha. Thì ở đây bây giờ mình sẽ chọn nhân vật là Thor đi các bạn ơi. Đó, mình sẽ làm Thor nha. Còn Sammy là Sammy muốn chọn nhân vật nào? Iron Man. Wow. Iron Man hả? Rồi ok. Rồi để có coi Iron Man gọi là Sammy cùng với lại là Phong Thor thì ai sẽ mạnh hơn nha các bạn nha. Ui, nhảy xuống đất nè. Bùm. Rồi, Sammy đâu? Sammy đâu rồi? Sammy đâu rồi? Ra đây. À, hình như là mình nghe tiếng Sammy bên đây bạn ơi. À, Sammy kìa. Mình thấy Sammy rồi. Ui, Sammy làm gì mày đây? Ui, Sammy bắn cái gì vậy? Bằng chiếu. À, bằng chiếu hả? Hãy đỡ cái búa ta đây. Bùm. Ê, sợ ơi. À, không sợ gì, ta xoay búa nè, ta xoay búa nè, thấy cái búa ta xoay xoay không? Chuẩn bị ta gõ cái mặt ngươi là người chết à. Hello. Sammy có thể bay được. Chọi búa nè. Bùm. Đó, rồi rơi xuống dưới luôn. Trưởng nè. À. Sammy đang yếu máu rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ Sam hãy xem sức mạnh của Thor đây. Thần sấm, chưởng sấm sét xuống. Bùm bùm bùm. Oh my god, ghê vậy. Ủa Sam vẫn chưa chết. Chưởng nè. Ủa chưa chết luôn. Ơi, quất cái búa đâu nè. Chết queo. Trời ơi bạn ơi, Sammy dở ẹt. Quýnh có tí xíu mà chết queo rồi. Rồi chọn thêm nhân vật xuống đây đấu tiếp. Sao đâu, nhanh lên. Thôi vẫn chọn Iron Man ấy. Hát sợ gì không? Ok, xuống đây. Rồi ok, Sammy à, chuẩn bị hãy đỡ cây búa của Thor đây. Mà thấy cây búa tôi xoay xoay vòng tròn không? Tôi sẽ gõ dưới đầu qua. Ui, búp, búp. Đấy, nè, chọi búa đó. Ui, bùm. Rồi xong. Sammy gần hết máu rồi, hãy đỡ. Thần sấm. Chết lần hai. Chết queo luôn rồi bạn ơi. Trời, Sammy dở ẹt. Giết hồi, chơi mà chơi giết tôi. Chơi cho ông phải đứng yên, tôi phải giết ông chứ. Chơi gì văn luôn vậy. Ơ vô duyên, tính ra là bà đã nhận lời thách đấu của tôi. Bà vô đây bà thi đấu với tôi, bà đánh dở hơn tôi, bà la gì nữa. Bà có giỏi thì bà chọn nhân vật nào mạnh hơn đi. Chọn nhân vật nào mạnh xíu. Không được, tôi thấy nhân vật nào cũng mạnh đấy đó. À bây giờ sao Sam chọn gì đây? À Sam chọn gọi là bắn cung mấy bạn ơi. Nhân vật bắn cung. Hình như là Black Widow hay gì á. Mình không nhớ tên tại mình ít coi Marvel lắm. Ây da. Ui, mình bị chậm rồi. Nguy hiểm quá. Thần sấm. Bùm bùm. Quăng sấm sét xuống nè. Bùm 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 bùm. Sam chuẩn bị chết đi. Ấy. Sa. À Sam bắn dở vậy? Sammy núp mấy bạn ơi. À Sam đâu? Ra đây, đừng có núp. Chơi mà chơi núp gì, siêu anh hùng mà chơi núp là sao? Ông yếu vậy. Tôi bay á. Núp con nội bị điên hả? Ây da. Ây da, mình bị chậm rồi. Ây da, đâu anh? No, chậm đừng nổ. À, ghen. Sam dám gọi là làm tôi bị đứng im tại chỗ nha. Rồi láo lắm, hãy xem tôi đây. Bây giờ tôi sẽ chọn nhân vật khác. Đó chính là nhân vật Ant-Man hả? Thôi mình không biết nhân vật này là nhân vật nào hết bạn ơi. Mình sẽ thử sử dụng nha. Ok, để xem coi nhân vật này làm được gì nha bạn nha. Ok, bà ghen lắm. Hãy xem đây. Cái này làm gì ta, để xem coi. Cái này dùng để hồi máu. Ok,
dùng để hồi máu, còn này để dùng làm gì? Oh my god, mình biến thành khổng lồ rồi bạn ơi. Wow. Ghê vãi. Còn này dùng để làm gì? À, cái này làm cho mình bị nhỏ lại bạn ơi, hợp lý. Còn này là gì đây? Cái này à, là tạo là người kiến rồi, chắc luôn. À, cái này nó tạo ra mấy con kiến nè. À đúng rồi, vậy là tôi là người kiến rồi. Chết Sam với tôi, chết Sam với tôi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống dưới nha bạn nha. Xuống trời dưới đất ơi. Ê, hình như là Sam không thấy mình các bạn ơi, Sam không thấy mình. Mình sẽ đi lại gần. Ôi, Sam thấy mình rồi. No. Ôi. Trời đất ơi, cái siêu ai mà thấy trời. Tôi sẽ chịu hồi ra một con kiến, tôi bay đi. Bay đi kiến ơi, bay đi. À, mày thấy không? Mình biết hình nhỏ xíu xong mình leo con kiến mình chạy đi nè, thấy không? À. Ok. Rồi, Sam không thấy mình đâu. Lại thấy mình rồi kìa. Chịu hồi kiến. Ô, thì sao tôi thấy không? Trời đất ơi, gớm ghét quá. À, Sammy đang bị đàn kiến của mình tấn công bạn ơi. Sammy chết chắc. Cái gì? À, cái này cái mũi tên bình thường, không sợ. À. Ui, Sammy đã giết hết đàn kiến của mình rồi. Thật không thể chấp nhận được. Biến thành siêu to khổng lồ. Biến thành siêu to khổng lồ rồi nè. Ê, ê, trời ơi, mình bị kẹt rồi. No. Mà siêu to khổng lồ lắm. Tôi à, Phạm ơi. Chém tôi chết luôn. Trời ơi, chết rồi mấy bạn ơi. Sammy 20 điểm, mình cũng 20 điểm, bằng điểm nhau rồi. Sammy sử dụng con nhân vật bắn cung mạnh quá, mình không đánh lại, mình phải chọn nhân vật khác thôi. À, bây giờ mình sẽ thử chọn chọn ai bây giờ ta. Ở trong đây nè, có Iron Man nè. Hay là mình thử chọn Iron Man đi. Hồi nãy Sammy đánh dở quá cho nên Sammy thua mình. Mình sẽ thử chọn Iron Man nha. Ok, nhảy xuống dưới nè. Không đâu rồi, đang ơi, cây coi. Tôi tới đây, đáp xuống đất nè. Sammy đâu? Hãy đỡ sức mạnh của Iron Man. Bum. Đó, chết queo luôn. Trời ơi, Sam ơi, dở vậy Sam. Ủa đâu rồi? Ủa sao rồi? Ủa chết rồi. Chết queo hả? Trời ơi, dở ẹt, mới trưởng có vài cái mà chết queo rồi. Rồi xuống đây. À, Sammy đây rồi. Hãy xem đây. Ui, ui, bum. Ủa sao rồi? Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Sao rồi? Ê, ây da. À, hóa ra là Sam tàn hình mấy bạn ơi. Thật không thể tin được, Sammy có sức mạnh tàn hình. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ôi, hay ta, chắc là làm được nha. À, bây giờ mình sẽ chọn người khác nha. Sammy đã tàn hình rồi, bây giờ mình phải chọn người đó mạnh hơn. Để gọi là bắt Sammy lại. Mình sẽ chọn Spider-Man. Ok. À, Spider-Man nè, coi bộ Spider-Man hơi bị mạnh nha. Tại vì là mấy em nhỏ rất là thích Spider-Man luôn á. Bởi vì Spider-Man có thể bắn tơ được, à, rất là ngầu. Ok. À, đây các bạn, chuẩn bị coi bắn tơ này. Ôi, bắn tơ. À, dính Sammy lại rồi. Ủa Sammy rồi. Sammy lại tàn hình rồi. À, tôi thấy rồi nha. Đừng hòng. Cái gì vậy? À, nổ à. Bắn tơ. Liên tục. Ơ, cái gì? Ui. Bắn tơ nè. Bắn tơ. Trời ơi, tơ của mình yếu quá bạn ơi. Ai. Chết kêu sao luôn. Rồi. Ok, mình được gọi là 30 điểm rồi. Sammy mới được có 20 điểm thôi. Sam thua mình chắc rồi. Ui, Sammy bay được các bạn ơi. Ủa cái gì đây, cái vòng tròn gì vậy? Để lại xem coi. Ủa, ơi. Ui, Sammy là Dr. Chen. Trời ơi, ghê. Ồ, bắn tơ nè, leo lên trên nóc nhà. Hi, ok, ủa mà leo không được, trời ơi, bắn tơ của mình yếu quá bạn ơi. Bắn tơ nè. Hứa, đấy, dính Sammy rồi, giờ Sammy đứng im chỗ rồi. Trời ơi, tức quá bạn ơi. Rồi ơi, trời, 30 điểm bằng nhau rồi, không được, mình không thể nào để thua Sam được. Mình sẽ chọn hút tiếp nữa bạn ơi. Hút lúc nào cũng là mạnh nhất. Đấy, mình rất là thích hút luôn. Hút là nhân vật mà mình thích nhất ở trong cái game này. Đấy, bởi vì hút rất là mạnh. Ok, Sam kỳ này mình sẽ trả thù nha. Từ nãy giờ Sam quýnh mình hơi bị nhiều rồi. Sam đâu? À, mình thấy Sam rồi nè. Sammy, hãy đỡ. Từ từ, bình tĩnh, quýnh gì quýnh mạnh vậy? Từ. Bình tĩnh. Ấy. Trời, cục đá nè. Bùm. Chết luôn. Mạnh nhờ. Thấy sợ ta chưa? Ta chọi cục đá thôi là chết queo luôn. Với lại ta có đến tận 300 máu lận. Còn lâu người mới giết ta được. Có giỏi thì xuống đây tiếp đi. Cái gì mà 300 máu gian vậy? Tôi được 100 mà. Tại vì ngươi yếu, còn ta mạnh hơn ngươi. Xuống đây nhanh lên. À, Sam xuống rồi đó bạn ơi. Sam xuống rồi nè. À, Sam lại tàn hình nữa rồi. Thì ra Sam lại dùng chưa tàn hình. Không được đâu. À, Sam đây rồi. Tính làm gì? À, tính làm nổ hả? Rồi xong tự nổ bản thân mình luôn. Hãy xem cú dặm thần kỳ của húp đây. Ui, trời, dặm nè, nét đầu luôn. À, chơi chết rồi, không chơi đâu. À, trời, gì mà không chơi nữa, vậy là Sam chịu thua rồi hả? À, không thua, bây giờ đều không thấy không? Ba đều, ba không kìa. Ê, nhưng mà người nào chịu thua trước thì người đó thua rồi, bà có chịu thua chưa? Không chịu thua thì xuống đánh tiếp, còn có mấy phút nữa là xong rồi, nhanh lên. Thôi, tôi chơi tiếp làm thì căng. Đó. Rồi ok, bây giờ nè Sammy à, tôi hỏi bà này nha. Bà có muốn gọi là trận đấu cuối cùng không? Nếu như người nào thua trong trận này thì người đó thua luôn, chịu không?
chơi luôn. Trời ơi, chơi luôn nha. Ok, 30 điều nè. Tính ra bà kêu là từ từ mới chơi, ai về đâu bà quýnh tôi trước chị. Thật là chơi ăn gian. Hãy đỡ cục đá của tôi nè. Cái gì vậy? Cái gì? Chắc mình bị làm chậm rồi. No, no. Ai à, đau quá. Trời, cục đá nè. Bùm. Đây. Ủa sao cục đá mạnh nhờ? Mới chọi có cái thôi. Sao Sam yếu xìu ơi trời, mình chọi có cục đá thôi mà chết queo rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như là mình với lại Sammy đã chiến đấu với nhau xong rồi. Thì mình là người chiến thắng trong cái trận đấu này nha các bạn nha. Đó, Sammy dù có biến thành siêu anh hùng thì không thể nào mà mạnh được bằng mình đó. Sammy yếu xìu các bạn ơi. Ok. Đó, còn nếu như các bạn nào mà thấy rằng là trong trận đấu này Sammy mạnh hơn mình thì bạn nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha. Nếu các bạn theo phe của Sammy hãy comment là Sammy, còn bạn nếu mà theo phe của mình hãy comment là Phong Cận nha bạn. Ok. Và cảm ơn em xem video này. Nếu mà em thích video này thì đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên lại qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nha mọi người. Còn bây giờ thì mình đi giết Sammy ở đây. Ơi, Sammy đứng lại. Ê, cái gì? Trời ơi, Sam ghen ha. Trời, cục đá nè. Bùm. À ha, vẫn chưa chết. Đứng lại. Hãy đỡ. Cú dặm ngàn cân. Bây giờ mới chết nè. Ok, bye bye mọi người.